Xin chào các bác nhé. Đoạn hôm nay video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là cây an xoa. Đây là cây an xoa khô các bác nhé. Loại này thì có tác dụng chuyên về bệnh gan. Bên em thì có cung cấp cây an xoa này, cây xạ đen này, cây cà gai neo này, rễ mật nhân này. Nói chung là đủ các loại. Các bác cần loại nào thì có thể liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Ngoài cây ăn xoa, cây sạ đen, cà gai neo, rễ mật nhân thì bên em còn cung cấp cây chó lẻ răng cưa này, hay là còn gọi là cây hạ diệp châu này, rồi chè dung, chè dây, rồi các loại bồ công anh, rồi ba kích, sâm cau, lấm ngọc cẩu, dâm dương hoắc, nhục thung dung, vọ cạp, tắc kè, cá ngựa, bổ củi, táo mèo, chối hột, các loại. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Đây là cây an xoa khô, cây tương đối là to già các bác nhé. Bên em thì hàng phơi khô thơm. Loại này thì có vị hơi đắng nhẹ các bác nhé, và mùi thơm dễ uống các bác nhé, không khó uống đâu. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của cái cây an xoa này và những cái lưu ý khi sử dụng. Thì cây an xoa thì phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh như ung thư, đặc biệt là ung thư gan. Ngoài ra an xoa còn có những cái tác dụng trong trường hợp bệnh nhân mắc ung thư đại tràng và u phổi, có tác dụng tốt với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và bệnh viện trở về như cái ung thư gan các bạn. Ngoài ra thì còn phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan cổ trướng này, mát gan này, hạ men gan này, giải độc gan và tăng cường chức năng gan này. Tốt cho những cái bệnh nhân mắc bệnh về gan như viêm gan B, viêm gan C, vàng da, gầy yếu. Ngoài ra thì loại này còn có tác dụng là điều trị đau nhức xương khớp cũng rất là tốt các bác nhé. Thì cách sử dụng thì các bác sử dụng mỗi ngày sử dụng khoảng 5 đến 100 gram tùy thì liều lượng theo người nặng hay nhẹ các bác nhé để sử dụng. Còn bình thường như uống phòng hay là uống mát gan giải độc thì uống 50 gram. Còn mình những đấy là dùng độc vị, còn mình có thể dùng kết hợp cà gai neo an xoa nữa các bác nhá, hoặc là chó đẻ răng cưa. Cái an xoa của bên em thì tương đối là già, hàng chất lượng cao. Các bác cần thì vui lòng liên hệ cho em. Bên em có giao hàng đến nơi, các bác lấy hàng thanh toán tiền thôi. Tương đối là già các bác nhá. Loại này rất là có mùi thơm, rất là ngậy. Các bác cần các loại gì thì liên hệ cho em nhé, hoặc có thể nhắn tin Zalo cho em số này. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.